Mới đây trên trang Instagram và Twitter cá nhân của mình, Dara đã đăng tải hình ảnh poster quảng cáo thời trang của một thương hiệu do cô làm người mẫu đại diện cùng lời chia sẻ. Xin chào Việt Nam, hẹn gặp lại các bạn. Em nhớ anh nhiều, Blackjack Việt Nam. Theo đó, chị cả 2NE1 sẽ có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh tham gia sự kiện nhãn hàng vào ngày 6 tháng 8 tới. Sau sự việc rời nhóm của Minzy khiến mọi người ủ rũ, thì sự kiện này được ví von như cơn mưa rào trong mùa nắng hạn đối với cộng đồng fan 2NE1 Blackjack ở Việt Nam. Trước đó, được bắt gặp tại một công viên giải trí ở Singapore, Dara cũng tiết lộ về lịch trình này. Song phải đến bức ảnh do chính cô nàng chia sẻ, các fan mới tin đây là sự thật. Đây là lần thứ ba Dara trở lại Việt Nam. Trước đó vào năm 2011, 2NE1 từng sang Hà Nội tham dự đêm nhạc thần tượng Going Together Concert in Vietnam with 2NE1 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hai năm trước, 2NE1 đã quậy tưng với Blackjack Việt tại thành phố Hồ Chí Minh trong mini concert của nhóm. Trước thông tin này, cộng đồng fan 2NE1 Việt đang vô cùng phấn khích mà nhanh tay chuẩn bị các phần quà cùng lên kế hoạch đón tiếp thần tượng vô cùng sôi nổi. Hy vọng Dara sẽ có một chuyến đi đáng nhớ, khám phá đất nước hình chữ S xinh đẹp, cũng như bù đắp được sự tổn thương của Blackjack Việt trong thời gian qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.